các nhà lãnh đạo tới Mali tham dự lễ nhậm chức Tổng thống tin từ Bamako. Tổng thống Pháp François Hollande đã đáp xuống phi trường Bamako trong sáng ngày hôm qua để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta. Trong số các nhà lãnh đạo Phi Châu tới tham dự lễ nhậm chức có Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria, Tổng thống Alassane Ouattara của Ivory Coast. Tổng thống Hollande sẽ giữ một vai trò quan trọng trong buổi lễ được tổ chức vào chiều ngày hôm qua tại một vận động trường trong thủ đô với sự tham dự của hàng ngàn người. Pháp đã được dân chúng Mali nhiệt liệt tri ân sau khi quyết định đưa quân qua Mali để giúp giải phóng miền Bắc bị lọt vào tay dân quân Hồi giáo thân Al-Qaeda. Ông Keïta đã giành được 78% số phiếu qua cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 8, là cuộc bầu cử đầu tiên sau cuộc đảo chính của quân đội tạo cho dân quân Hồi giáo cơ hội để đánh chiếm cả miền Bắc. Từng Tổng thống Keïta hứa hẹn là sẽ bài trừ tệ nạn tham nhũng, đem lại hòa bình và ổn định đất nước.